Anh ơi, đi ra hãy nằm mơ về ăn thịt chó đi. Ăn cơm rồi à? Đi hãy đi. Ăn cơm rồi à? Ăn sớm rồi. Chiều tao mang đi làm ăn hết đấy. Kiếm đâu cái chuối, vỏ chuối để làm phần. Nhớ của anh ra mà làm. Lắm tớ không cày ăn cải cay, tớ thử mua về ăn xem có ăn được không. Hả? Cái cải cay này bạn biết ăn không? Biết không? Nhưng mà anh cứ giao lên ăn hay là để trong tủ lạnh ăn? Nào. Làm món tôm để cho anh em thì khó nên em phải mua đậu để rán. Cùng rán á? Con này thích em phải chứng em cái cun nó còn móng gọt mệt lắm. Mày ăn mới đi đâu không? Có em sang có rồi. Tối tối qua mình nướng quên hết cái việc mà sẽ phải quay video. Quay con luôn hả? Chưa đấy. Không quay, không quay. Không quay, không quay. Tối qua quên mất em cái làm xong thì mình mới nướng ra. Nó bận rộn luôn đó. Phòng em đá bóng, cái văn phòng công ty mà em chẳng đi đá bóng anh ạ. Em mà em chỉ nhặt bóng thôi mà em cũng chẳng được đi nhặt bóng anh ạ. Đá bóng con gái ấy. Thank you.
Em để tiền trong cặp đấy nhé. Chiều sang ngày bà chưa mua gạo nhé. Rồi. Gà vui chưa? Em thử theo. Mặt điện này thì không làm gì. Đây có canh nhỉ? Đây. Có rồi thôi. Thế ăn món canh chưa nhá? Hay là em để lại nước canh kia để cho tối anh mua khoai sọ với anh Minh. Canh hả? Đây, nước xương linh sẵn đây. Thế để riêng nhá. Bên này có khoai sọ không? Nhưng mà Minh ấy. Ngoại bỏ hơn, mẹ ngoại như em họ thì có ăn. Về nên nó không nhừ mà luộc lên ninh thì nó không nhừ thôi. Kẹt cái ô nọ này nấu mấy hôm, mấy bữa thì cũng có nhừ đâu. Mẹ luộc sẵn rồi, anh hiểu không? Luộc sẵn rồi thì linh nó không nhừ. Lại ăn không cất đi lại, ngày nào em cũng phải cất cho anh. Xung hết rồi. Cái gì thế? Nhiều xung hết chứ. Muốn lấy xung về đây. Anh bảo là lấy xung với anh Thái. Em trả đến anh Thái những quả nào cả. Lại có ca nhiễm, mai ngày kia lại có chỉ thị mà lại hết dặn, lại bắt đầu lại tiếp tục chỉ thị 15 16 các kiểu rồi. Thì sao? Thì bọn em đỡ phải đi ăn 20 tháng 10. Bây giờ ăn cả công ty, cả phòng, mệt lắm chứ, tên cửa mà. Quy về tiền cho bọn em.